Xin kính chào quý khán giả trở lại với bản tin news số 46 của Auto Việt Nam. Hãy đi cùng chúng tôi để cập nhật những thông tin tin tức về thị trường ô tô vừa mới diễn ra trong những ngày vừa qua. Nhà máy sản xuất vaccine phòng chống Covid-19 của tập đoàn Vingroup đang được gấp rút xây dựng tại Hòa Lạc. Nissan Almera 2021 bất ngờ xuất hiện trên đường phố ở tại Việt Nam, chuẩn bị cho ngày ra mắt chính thức đối đầu với Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Kia Seltos 2021 bán tại thị trường Việt Nam đã được cập nhật thêm phần logo mới. Để đến với bản tin news số 46, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để chúng ta nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Xin chân thành cảm ơn. Theo nguồn tin từ các trang báo trong nước, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mới chấp thuận cho phép tổ chức thi công xây dựng trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17 đối với một số các hạng mục công trình. Điển hình trong số đó có dự án nhà máy sản xuất vaccine được xây dựng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc do công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất Vinsmart làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu phải có phương án kịch bản duy trì thi công, đảm bảo phòng chống dịch an toàn nhất. Sau khi nhà máy sản xuất vaccine được xây dựng xong, những lô vaccine đầu tiên sẽ được chính thức đưa vào vận hành sản xuất, tiến tới việc ưu tiên cho cung ứng thị trường trong nước và giúp đỡ một số các quốc gia sát với đường biên giới tại Việt Nam. Với việc chấp thuận cho phép tổ chức thi công và xây dựng nhà máy sản xuất vaccine phòng chống Covid tại Hòa Lạc trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17, cá nhân mình cho rằng đây là một trong những sự linh hoạt trong phong cách điều hành của chính phủ mới được bổ nhiệm. Vaccine phòng chống Covid-19 hiện nay là một trong những mặt hàng xứng đáng được nhà nước tạo điều kiện tối đa để sản xuất. Trong giai đoạn thế giới đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, các nước đang phát triển như Việt Nam rất khó có thể tiếp cận được với các nguồn vaccine từ các hãng sản xuất lớn trên thế giới. Mới đây thì những ảnh đầu tiên của Nissan Almera 2021 tại Việt Nam đã bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội. Điều này khiến cho người ta tin rằng là mẫu xe sedan hạng B của thương hiệu Nhật Bản Nissan có thể sẽ sớm được ra mắt trong thời gian sắp tới. Theo nguồn tin đến từ các trang báo trong nước thì Nissan Almera 2021 tại Việt Nam sẽ được trang bị camera 360 độ cùng với hệ thống cảnh báo điểm mù được đặt trên gương chiếu hậu. Đây là hai công nghệ chưa từng xuất hiện trên bất kỳ mẫu xe sedan hạng B nào đang có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mẫu xe này được cho là có phong cách thiết kế sắc sảo, hiện đại và trẻ trung hơn rất nhiều so với người tiền nhiệm là Nissan Sunny trước đây. Ngoài có một ngoại hình cuốn hút và đẹp trai hơn rất nhiều so với phiên bản thế hệ tiền nhiệm, chiếc xe này còn có khả năng sở hữu một khối động cơ mới với dung tích xi lanh là 1.0 lít tăng áp, sản sinh ra công suất khoảng 100 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 152 Nm, đi cùng với cụm hộp số vô cấp Xtronic CVT. Nếu để đặt lên bàn cân và so sánh trực tiếp với các đối thủ như Accent, Vios hay là Honda City thì cá nhân mình cho rằng khả năng vận hành của Almera 2021 sẽ là những bí mật rất thú vị cần có lời giải đáp bằng các bài trải nghiệm thực tế. Bởi vì hiện nay trong phân khúc này ở tại thị trường Việt Nam thì chưa có mẫu xe nào được sử dụng khối động cơ tăng áp cả. Bên cạnh đó, với những option nổi bật đi kèm như camera 360 độ hay cảnh báo điểm mù, cá nhân mình cho rằng đây sẽ là một trong những tính năng khiến cho các đối thủ buộc lòng phải nâng cấp cho phiên bản tiếp theo nếu như không muốn mẫu xe của mình tụt hậu về mặt công nghệ. Do vậy thì phần nội thất và giá bán của xe vẫn chưa được hé lộ bất kỳ những thông tin nào, nhưng nếu Nissan Almera 2021 có một mức giá bán xem so với các đối thủ thì đây sẽ là một trong những mẫu xe xứng đáng để chúng ta xem xét lựa chọn giữa những cái tên như Accent, Vios hay City. Mới đây thì trang chủ của Kia Việt Nam bất ngờ đưa ra thông báo mở bán lại phiên bản 1.6 Premium của Kia Seltos với mức giá bán không đổi là 709 triệu đồng cùng với một số điểm mới đáng chú ý. Cụ thể, phiên bản này được trang bị logo kiểu mới bên trên nắp capo và bổ sung thêm hệ thống lọc không khí cao cấp. Hệ thống này được hiển thị thông qua màn hình cảm ứng 10,25 inch của xe thông qua 5 màu sắc tương ứng. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể là điều chỉnh hệ thống lọc không khí này rất dễ dàng bằng việc thao tác bên trên màn hình. Thaco Kia cho biết hệ thống này có khả năng loại bỏ lên tới 95% bụi trong vòng 25 phút theo tiêu chuẩn ở trong phòng. Đây là một trong những trang bị khá thiết thực, đặc biệt với tình trạng ô nhiễm không khí càng ngày càng gia tăng ở một số các đô thị lớn ở Việt Nam. Kia Seltos 1.6 lít Premium là một trong những phiên bản sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, có dung tích xi lanh là 1.6 lít sản sinh ra công suất khoảng 128 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 157 Nm, thấp hơn 3 phiên bản sử dụng động cơ có dung tích xi lanh là 1.4 lít tăng áp. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin news số 46 của Auto Việt Nam. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.